À, kính thưa cô giáo chủ nhiệm Liên. À, cái cô giáo đây. Kính thưa các bạn, thay mặt lớp, tôi là lớp trưởng. Xin tổng kết năm học. Trước hết thì chúng ta sẽ làm một cái game. Tôi sẽ đặt một số câu hỏi. Ai là cái nhân vật được hỏi đến thì chúng ta sẽ chỉ điểm. Câu thứ nhất là ở lớp mình thì bạn nào là hay trích dẫn và hay sổ nho nhiều nhất? Chắc mình. Chắc mình đúng không? Đúng. Ok. Câu thứ hai là ai là người mà ra kia mở khóa rút zero để tiết kiệm nhiều nhất? Chắc liền. Ok, chắc liền. À, ai là người nói nhiều nhất? Nói nhiều nhất là vì tôi là nhiệm vụ. Nhiệm vụ lớp trưởng phải nói nhiều. Ai là người gọi là có nhiều cái cấu trúc điêu thú vị và hay nhất? Cấu trúc điêu thú vị hay nhất? Thực ra thì cả mình và cả em, chị ấy cả hai. Okay. Ok. Mình còn không những là mình cấu trúc cho mình còn có nhớ cấu trúc có hai cái điều giúp người khác cấu trúc điều thành công, đúng không? Dành điều của em, dành điều của em. Yeah. Ai là người mà giỏi trả giá nhất? Cũng ngoài cùng. Ok. Sao Bình? Thích đi chợ. Bình đi chợ. Đi chợ rất chợ, giỏi chợ. Gọi là cò kè. Bớt mổ thêm hai. Bớt mổ thêm hai. Ai là người có tiểu lượng cao nhất? Cái này khó nhỉ. Đây thích nhậu. Thích nhậu nhất. Thích nhậu nhất là Sắc Bình. Bằng chứng là chưa bao giờ đầu tư thực phẩm nhưng mà đầu tư công ty mồi nhậu. Ai là người nghiêm túc nhất? Nghiêm túc. No. Serious. You're so serious. Ok thôi, vui thôi. Cảm ơn tất cả các sắc. Thì thống kê sơ bộ là chúng ta đã thực hiện được hơn 50 cái pitch ghi hình. Thì năm nay là với tỷ lệ được chốt deal thành công trên sóng truyền hình gần 60%. Ủa. Sắc Tăng mùa năm đã chính thức khép lại sau 14 tập phát sóng. Ghi nhận 56 startup lên sóng cùng 31 thương vụ được cam kết đầu tư. Với mục tiêu mang đến những giá trị cho startup Việt, Sắc Tăng mùa năm đã giới thiệu những mô hình kinh doanh mới có tiềm năng tăng trưởng và giải pháp sáng tạo. Bên cạnh đó là sứ mệnh làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường. Chỉ vài ngày sau khi lên sóng, các startup đã ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu ấn tượng, lượng tương tác tăng vọt và số sản phẩm bán ra kỷ lục. Bể cá mập Sắc Tăng Việt Nam không chỉ là nơi diễn ra những màn đấu trí sắc bén mà còn là sự thông thái hài hước của các cá mập cùng với sự bản lĩnh, tự tin và chủ động của các nhà khởi nghiệp, những người sẽ tạo điểm sáng cho nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Tôi còn một ước mơ cao lắm, tức là cả thế giới này phải biết Việt Nam là ai. Sản phẩm Việt Nam tới đâu là biên giới Việt Nam tới đó. Làm sao 20 triệu đủ được? Không ạ. Vì em nói 200 điều vốn mà... À, đấy là điểm hòa vốn. Anh nói em kinh nghiệm về quản lý chuỗi. Khi vâng em ạ, chưa hoàn chỉnh mô hình thì khi em nhân rộng, đấy là một cái rủi ro cực lớn. Thì em đang sẵn sàng chuẩn bị để bùng lên ạ. Mình thấy và bạn chỉ đam mê về kỹ thuật chứ chưa các khả năng về điều hành, chưa khả năng để launching một cái business nào mà hoàn chỉnh ở quy mô mà bán ra nước ngoài đâu. Thật ra em khởi nghiệp rất là cô đơn, cả cái tuổi thanh xuân của em là dành cho khởi nghiệp. Uống nước cầm hơi khởi nghiệp đấy. Mình thích ở đây là thích cái nghị lực, cái ý chí của bạn thôi. Có thể là câu số 0 hoặc có thể có rất nhiều tiền. Mục đích em làm là để tạo công ăn việc nào làm nữa, chứ em không phải là chỉ để tạo lợi nhuận cho riêng mình. Khi mà mình muốn làm được cái gì đó thì mình phải trao đi một cái giá trị nhất định ạ. Em vẫn tin tưởng và sẽ đi theo cái hướng của mình. Em nghĩ rằng chúng ta nên có giấc mơ và phát triển cùng với thế giới, bởi vì tương lai thì sẽ đến với những người mà có giấc mơ và nỗ lực làm việc ạ. Em phải mạnh mẽ, bạn nói ông nói gì kệ ông, tôi thuyết phục ông được, người ta mới nể em. Ông nói gì kệ ông. 8-9 năm kinh nghiệm đấy của các bạn lại là điểm yếu thì sao? Chúng tôi tự tin rằng Easy là sản phẩm mang lại tỷ lệ tương tác cao nhất hiện tại trên thị trường. Tụi em phát triển một cách là bền vững. Nhà đầu tư là người bỏ tiền thật, tiền thịt
vào một doanh nghiệp. Nếu mất là người ta mất tiền luôn. Nếu mà để mà cầm tiền nhà đầu tư sau đó để mất thì chắc chắn em cũng sẽ không cầm. Con số thật, con người thật và giá trị thật. Tôi cam kết các sếp sẽ không bao giờ thất vọng. Bao nhiêu phần trăm khả năng em sẽ đạt được 4 tỷ rưỡi? Dạ 100% anh. 100%. Dạ. Với tất cả những con số em vẽ ra cho anh như vậy, thực sự là anh cực kỳ hồi hộp. Để em nói hết. Bạn nên tách cái này ra thành một cái pháp nhân riêng. Chắc chắn rồi, nó không có liên quan tới pháp nhân. Đó thì tách riêng là sáu pháp nhân riêng, thì đừng bắt cái pháp nhân vừa mới sơ sinh ra còn đang trứng nước, còn chưa biết ăn dặm này mà đã phải gánh cả một cái khoản nợ quá khứ. Chúng ta tranh luận thẳng thắn với nhau về góc nhìn quan điểm kỹ thuật. Nếu mà sắc so trực diện hai cái giọng thì hoàn toàn em ai đủ tự tin, bên em ai có trội hơn một tí. Tụi em mà hàng hiếm đó sẽ. Bạn của em có thể làm được rẻ hơn thì chắc chắn đấy là cái khả năng kinh doanh phía trước của em còn. Cái sản phẩm bằng tốt làm tới đây rồi và bạn cũng không biết cái đường nào khi nào mình có thể kiếm được tiền. Nhưng mà trong đầu mình á hình dung được cách thế nào để kiếm tiền được rồi. Thực ra nếu mà khi mà Sát đã nói thế thì kể cả là gần đấy tiền Sát mà muốn 50% em cũng chơi. Quan trọng là ai là người đi trước và ai là người tiên phong. Đúng, chính xác. Bất kỳ ở một cái miền quê nào, miễn là tới người trẻ người ta có nghị lực thì cũng có thể là giúp cho quê hương mình phát triển. Bây giờ mình sẽ đầu tư cho bạn, mình cứ nuôi hoài thôi cho đến khi nào mình bán được hàng. Dù mình bỏ bao nhiêu tiền ra nữa thì mình cũng lấy 40% thôi, còn lại bằng 60%. Điều này cũng là điều lạ đấy. Rồi, cảm ơn. Tốt. Câu hỏi ai là người có nhiều điều nhất? Chắc Sắc Liên. Chắc chị, không phải chị. Chắc em quá. Hùng Anh là chính xác là 10. Có trong đó có một điều liên kết với tôi. Sắc Liên là có 9 điều, đứng thứ 2. Thứ 3 là Sắc Bình 7. Và thứ 4 là tôi là 6. Năm nay chán ăn. Eric cũng chốt được 3 điều. Chúc mừng. Yeah, good. Trở lại ở vị trí khách mời, Sát Nguyễn Xuân Phú và Sát Thái Vân Linh cùng có hai cái bắt tay với startup. Sát Louis Nguyễn giữ vững khẩu vị, đầu tư vào các startup thực phẩm cùng thương vụ với bánh mì Mã Hải. Sát Tăng mùa năm ghi nhận những thương vụ có giá trị lớn như vật liệu tre cho ứng dụng ngoài trời E-Tipper với cam kết đầu tư 2 triệu đô từ Sát Đỗ Liên. Hệ thống Anh ngữ Á Châu cam kết đầu tư 1 triệu đô từ Sát Hùng Anh. EM&AI, nền tảng ứng dụng AI và giày Sondo lần lượt là 1 triệu đô và 23 tỷ đồng cũng từ hai cá mập Sát Đỗ Liên và Sát Lê Hùng Anh. Chính Golden Ticket đã được các cá mập sử dụng để giành quyền thương thuyết với startup với tổng giá trị là 1 tỷ 750 triệu. Vừa nãy thì chúng ta chơi game là bảo là ai là người rút Golden Ticket nhiều nhất là Sát Liên. 4 lần. 4 lần quá. 4 lần ra mở khóa. Có bị nhầm không? Chắc chắn 4 lần rút. Thế hả? Chị cũng giữ cái kỷ lục thứ hai nữa là tích Golden Ticket có giá trị cao nhất 500 triệu. Wow. 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 Sẽ mời các Sát cho cái một cái bài đánh giá của mình về tình hình năm nay là các startup thế nào. Với tôi thì có mấy điểm như thế này. Thứ nhất là startup của mùa năm mặt bằng chung thực tế hơn, có chất lượng hơn các mùa trước. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng gọi là ngáo giá cũng bắt đầu quay trở lại nhiều hơn so với mùa 4. Và cuối cùng sau một số cái deal mà tôi cũng đã bắt đầu due diligence ấy, đó là hiện tượng một số startup muốn lợi dụng cái platform Shark Tank như là một cái nền tảng để chủ yếu là quảng cáo thôi, chứ không có nhu cầu về vốn. Sát đã nói đến những cái startup mà ghi hình trong mùa này hả? Mùa 4 là đã có rồi. Ok. Đấy, và 3, 4 trong mùa này với các startup mà tôi đã bắt đầu thẩm định sau khi lên sóng thì cũng đã cảm giác là bắt đầu có hiện tượng. Phải nói rằng là tất cả các Shark khi nào chốt deal đều có cái mong muốn là nhanh chóng tiến hành thẩm định và giải ngân. Thế nhưng với cái hiện tượng như vậy khiến cho deal nó không được thành. Tôi được cho rằng một cái xác mà đa phần là chốt deal có một chút cảm xúc. Thực sự đấy mới là phụ nữ, bởi vì chúng tôi mà khi mà kết nối được ấy thì thường là mình cũng có những cái góc nhìn nó khác đi. Như tôi thấy cái điều đấy tôi cũng vẫn muốn giữ và tôi không muốn thay đổi cái điều đấy. Bởi vì mình đang đầu tư vào con người, cho nên tôi lại dùng cái cảm nhận bằng cái tình. Với cái khó khăn của mình thì nó so với các bạn khởi nghiệp nó vẫn còn bé, bởi vì mình đã ra biển còn các bạn đang ở trong bờ. Thì tôi muốn truyền cái nghị lực chúng tôi vượt qua được thì các bạn cũng có thể làm được. Tôi ở đây tôi cảm thấy rất là vui bởi vì được tiếp nhận những cái năng lượng rất tốt từ các bạn trẻ. Chị ấn tượng nhất với lại startup nào nhất? Thôi, năm nay có mấy cô nữ rất là tự tin. Yeah. Cái thịt chua ấy. Với hai nữa là có một bạn là về chọn Sắc Hồng Anh nhỉ?
À rồi, gạo lứt. Các bạn đấy cũng làm cho tôi một cái rất là ấn tượng. Và chúng ta cũng thấy là có một sắc mới. Nhưng mà Eric thì là ngoại kiều đầu tiên cho đến giờ phút này là tham gia ngồi ghế ở các sắc. Cái sắc Việt Nam là một chương trình rất hay. Rất rất hay. Và nếu có cơ hội tham gia chắc sẽ nói ok, yes, immediately. Đúng không? Chiến lược đầu tư của em á, là ví dụ cái Jaros Candle là một video rất tốt, bởi vì họ có một cái story mình rất thông cảm và cũng identify with. Em thường nhìn vào cái founder trước. Founder là data driven là rất là quan trọng. Founders on a mission, không phải là một cái công ty họ muốn thành lập nhanh và sau đó IPO nhanh, và nhưng mà đây là sứ mệnh. Và số 3 là founders có growth mindset. Họ luôn nói rằng tôi chưa biết thay vì tôi không biết. Ba điểm đó là quan trọng nhất đối với em. Ok, thanks. Và một sắc cũng mới hoàn toàn tham gia Shark Tank Việt Nam năm nay là sắc cùng anh. Mà mặc dù ngồi ghế khách mời nhưng mà gần như là chính giữ số lượng deal kinh khủng nhất, 10 deal. Ngồi trên ghế này là được thỏa mãn cái niềm đam mê và chia sẻ. Vì bản thân em là startup cho nên vượt qua rất là nhiều cái khó khăn. Em nhìn trong mắt startup và em thấy cái mô hình đó là em biết là tương lai nó sẽ đi về đâu. Cho nên nó nhanh trong đầu em lắm. Để em ra deal cũng nhanh nữa. Năm nay thì chúng ta có hai luật mới. Cái dual pitch không có nhiều cái ý kiến hai chiều lắm. Gần như mọi người thấy là cũng hay. Nhưng mà riêng cái golden ticket thì như chúng ta nhìn thấy ở trên cộng đồng mạng là rất nhiều ý kiến trái chiều. Nếu như vậy thì tức là cướp mất cái cơ hội deal đàm phán với cả của các cái sắc khác. Và như vậy là cái vị thế đàm phán của các sắc nó bị mất đi. Và thậm chí là đôi khi là mất cả vị thế với cả startup nữa. Vì là chỉ còn một người thôi mà. Đấy là cộng đồng mạng tôi phản ánh lại. Còn bên cạnh cái hay là như vậy thì là nó thể hiện rằng là startup rất hay, và một sắc nào đó mà thấy cái này nó rất phù hợp với mình, nó rất là thú vị và mình muốn là để giành được cái quyền đàm phán. Với các sắc thì tôi nghĩ là rất công bằng vì các sắc có quyền lên gối mà. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến startup thì khi đấy á, ai là người cao nhất thì sẽ được quyền vào đàm phán. Thực ra thì tôi nghĩ là tất cả mọi cái cuộc chơi đều có cái trái chiều.